buổi chiều ngày hôm nay Caritas Việt Nam gồm có tất cả các Caritas giáo phận trong giáo hội Việt Nam. Đây này, sơ thư ký này, thư ký của Caritas Việt Nam này, tên là Hạnh nha. Đi thăm bản Con Cơ Tu. Đây, đây là các cha, các sơ, giám đốc, ông đốc, nhân viên của Caritas. Xin chào mọi người. Giám đốc Caritas Đà Lạt. Đeo vào một muối chứ. Ừ, mua dẻo nha. Đây. Mua dẻo hơn mấy khô đấy. Thank you.
thì đang đón đức cha và đoàn các cha các sơ. Phải người dân tộc cũng mua dẻo nha. Đây là ngôi nhà nguyện của dân tộc. Giống bản mộc mình tân. Quý cha và quý thân điện viên, chúng ta đọc với nhau một tin lạy cha, một tin kính mừng, một tin sắc nhân. Và xin Đức cha chúc lành cho làng của chúng con, chúc lành cho nhóm của chúng con. Nhân dân cha và con và thánh thần. Chúng con ở trên trời, chúng con nhân cha cả sáng, nếu cha chỉ đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự thử. Amen. Kính mừng Maria, lạy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chung tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng bao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị. Amen. Chúng con kính mời Đức Cha, quý Cha, quý Thần Điện Viên, chúng ta sẽ có đoạn rước chúng ta đi qua bên nhà rông là khu vực sinh hoạt cộng đồng chung. Sang nhà rồng. Chúng con kính mời quý cha, quý tham dự viên chúng ta ngồi vào những hàng ghế danh dự nhất của chúng con ở đây ạ. Đây là cái em. Ngôi nhà rồng này.
hết cổng trường. Kính thưa quý cha, thì trước khi chúng con giới thiệu quý cha và quý thân thiền viên với anh chị em trong ban này, đây là thiếu nữ rất đẹp đây. Chào nhé. Ô, các em đây đông nha, các em đông lắm. Ô, cái mấy đồng nha, các em đông nha. Đây là Trung Thu đây. Hôm nay Caritas Việt Nam cùng với Caritas các giáo phận để tổ chức mừng Trung Thu cho các em tại bản Phục Rông. Quà Trung Thu của các em bản kia. Đây là cây mừng nhà rồng. Đang lắm. Các em đây rất là ngoan, đông vậy mà trật tự, không có một tiếng ồn nào. Đây là tiết mục mà khi chúng con sẽ gửi đến đức cha, quý cha và quý tham diễn viên, đó là cái tên tiếng Bana là Abuki Lopale. Và buổi sáng ở trong buôn, trong làng. Ở trong làng chúng ta cho nên là cái sóng nó yếu, có trục trặc một chút, để xin đức cha và quý cha quý ta diễn viên thông cảm cho chúng con. Không biết là kết nối được chưa ạ thầy? Rồi, rất mắc mẽ. Cảm ơn. Hỡi buồn lang, hãy lắng nghe lời kể khan của già làng, lời kể chuyện chuyện ngày xưa.
bột, nhồi bột. Kéo bó, kéo bó. Kéo bài. Chào giám đốc Caritas sau vườn con tôm đang mua với đây các chị em đấy. Radio Martian Hall tomorrow. Oh, do not unbubble singing one for them of you know what I think. Oh, I'm singing the one for them. Do not unbubble that guy. Xin cảm ơn. Chúng ta tới buổi chiều rồi nhưng mà bệnh sởi chúng ta còn gái ngủ cho nên đây là bất thức chúng ta buổi sáng ở buôn làng. Và tôi có cái dòng hóa chào muốn giới thiệu với tất cả chị em chúng ta ở trong làng con Cơ Tu. Con Cơ Tu ở đây tên là làng hôm con Cơ Tu. Hôm nay chúng ta đã có cái sự chuẩn bị chúng ta chuẩn bị cách đây là một tháng rồi chúng ta. Và chúng con đáng lẽ chúng con mong muốn là chúng ta lại những thời gian qua thời tiết nó cũng làm chúng con hoang mang một chút. Chưa đây lúc ăn cơm khi mà con nói cái phương án B thì Đức Cha đã không được một phương án rồi. Vì lòng tin của Đức Cha rất là mạnh mẽ hết và Chúa đã đáp ứng cái điều đó. Thì và ba tấm bút với nhau bất cả tu ma vũ đình hiệu chỉ bọc cờ tra khun caritas từ bốn thiên Việt Nam ơi. Toma, cha Du Xe, cô Sĩ Đình hay cha đâu ạ? Dạ. Và ở đây là quý cha giám đốc, phó giám đốc và quý sơ ở trong các văn phòng Caritas. Chúng ta biết là đi bên đây ban dịch tập vùng khóc chúng ta có 27 giáo phận. Mà dịp này thì chúng ta được đón ngôi làng chúng ta rất là hạnh phúc được đón 25 giáo phận, 26 giáo phận hiện diện trong cái dịp này. Thật là một cái hạnh phúc cho làng chúng ta. Tất nhiên mà thưa lên. Và giờ đây xin thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho chúng con đôi lời và đôi lời làm thân yêu con Cơ Tu này. Và ở đây là có 147 hộ gia đình và khi nhân khẩu là gần 1.000 người. Và hôm nay thì con còn thấy có những khuôn mặt đâu từ trong nhà mới đi ra nữa. Không biết là có hơn được hơn không. Dạ con xin mời Đức Cha. Kính thưa cha Gia Cô Tê, giám đốc Cơ Tá Việt Nam và thứ sứ nhà thần thánh tòa kiêm cái giáo họ con Cơ Tu này. Kính thưa tất cả quý cha, quý sư, quý tham dự viên và đặc biệt
kính thưa gửi lời chúng tôi công tơ và tất cả anh chị em trong giáo họ cơ cửa tu của chúng ta. Chúng tôi xin bấm một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả anh chị em. Dân tộc Bana. Qua sự giới thiệu của cha Jacobe Chánh Sứ nhà thờ Chánh Tòa Con Tum, và được chúng tôi được biết giáo họ Con Tum này trực thuộc giáo xứ nhà thờ Chánh Tòa, và điều chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi cha Chánh Sứ giới thiệu cho chúng tôi ở trong cái thôn làng này là có 147 hộ gia đình, tất cả anh chị em, với con số nhân khẩu để nói chính xác với tôi là 924 người, và đặc biệt là 100% là giáo dân tất cả tại đây. Chúng tôi hoan hô tất cả quý bà anh chị em. Khi tới với ngôi làng này và đặc biệt gặp đông đủ quý ông bà anh chị em trong cái dịp này, chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì tới với một ngôi làng với anh chị em thì là xa xôi, nhưng đặc biệt với con số mà theo kiểu nói của chúng tôi là toàn tầng, tất cả anh chị em đều là công giáo, đó là cái điều chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa, và đó cũng phải là mẫu gương cho chúng tôi thuộc 26 giáo phận tới đây thăm anh chị em. Vì ít khi, dù là ở giáo phận Xuân Lộc hay giáo phận Bình Chu, không có cái một giáo họ nào mà được gọi là toàn tầng 100% như anh chị em. Và chúng tôi tin tưởng rằng với ơn của Chúa, anh chị em đã giữ vững và sống tin của mình một cách trưởng thành mạnh mẽ. Chúng tôi tới đây để thăm anh chị em và đặc biệt học gương sống đức tin của anh chị em, để chính chúng tôi cũng như qua các công tác phục vụ bác ái của chúng tôi không chỉ phục vụ tất cả mọi người, nhưng qua các công tác đó chúng tôi còn loan báo tin mừng. Và chính những câu chuyện mà chúng tôi được thấy ngày hôm nay cũng như được tận mắt, đó là những điều gọi là chứng từ sống động để chúng tôi có thể chia sẻ với 26 giáo phận để học gương sống đức tin của anh chị em. Chúng tôi cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của cha xứ, của trưởng làng, cũng như của tất cả quý bà anh chị em. Và đặc biệt là cha thấy cái số thiếu nhi của chúng con hôm nay rất đông. Cứ như chúng con đang đứng ở đây và trong vòng quanh này, thì cha đến sơ sơ cũng được chắc khoảng trên 150 em thiếu nhi. Và trong một cái ngôi làng như thế này, cha cảm ơn tất cả chúng con. Mặc dù hôm nay chúng con được nghỉ học sớm, nhưng chắc chắn là chúng con cũng rộn rã một niềm vui khi đón cha và phái đoàn tới đây. Ngược lại, cha và phái đoàn tới đây khoảng 100 người, xin gửi lời tới thăm tới tận 924 con tim trong giáo họ Con Cửa Tu của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên đây, con chào. Thì ở đây á, khi mà nói tới chuẩn bị đón đức cha và phái đoàn của chúng ta đó, thì tộc con nghe đâu mười mấy tiết mục á, và bởi vì tình diện cả đêm, nhưng mà thời gian chúng ta thì không nhiều, chính vì vậy mà chúng con chỉ trích đoạn ở trong đó thêm một tiết mục nữa để gửi tới tất cả đức cha đoàn của chúng ta. Bác bảo.
thường lại không biết múa bị khổ. À, cha tổng đại diện của các phật bà la đạo lên, con thấy là ở dưới cùng bắt đầu hơi chút chút chung đúng rồi đó. Thank you.
dân quân cà to và dân phe cà to ở lần đó. À, một số thanh niên vào giúp ở bên kia đi 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 mua thức ăn đó. Ai cũng có quà, quà của Caritas. Đúng rồi. Anh em trao đồng trả đồng phần quà của chúng con ra. Chúng con đi 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 đúng rồi, con đã có một cái gói như vậy ạ. Dạ. À, đừng cao ngạo cái lần gói lớn là sẽ trao luôn cả người đó. Để con nhé, để con quay mà lên. Xin chị kia cho con thấy giờ vừa lên. Quà trung thu của các em đó. Em nào cũng có quà đó. Ô, em nào cũng có quà nè. Thích không? Thích không? Các em đều có quà đó. Con có thích không? Có thích không? Thích à. À. Có thích không? Nhận quà có thích không? Thích à. Học lớp mấy rồi? Lớp 2 rồi. Ồ. Con học lớp mấy? Lớp 3 rồi. Chúc mừng Trung Thu nhé. Bé nào cũng thích cả. Ồ, đẹp nha. Đấy, đèn lồng đấy. Đèn lồng Trung Thu nhé. Ồ, em nào cũng có đèn lồng Trung Thu đẹp này. Móc vào này. Ồ, đèn lồng Trung Thu này, xin phép cho chàng cái nào. Đây, thành toàn. Rồi, quay về đây xin chụp cha chụp cho. Cha chụp cho. Rồi. Đưa đèn lên cha chụp cho nhé. Rồi. Đẹp một sức khuyên đâu. Đúng rồi. Buổi tối đặc biệt, một buổi chiều rất là đặc biệt, ai cũng vui. Các em có quà Trung Thu đây nè. Con có vui không? Tên con là gì? Đẹp, à, nhà nước rất là đẹp.
thế nào cũng đẹp nha, ai cũng vui á. Ô đẹp nhờ. Chúng ta chúng ta bước vào trong này, chúng ta chụp với nhau một tấm hình kỷ niệm. Đây là làng du lịch mà nhà nước nhà thành phố công nhận, tỉnh cũng công nhận và đang cố gắng để thực hiện tất cả những cái dịch vụ sinh hoạt ở đây. Chúng ta đứng vào bên trong, chúng ta có thể lên được phía trên mình. Đây một buổi tối rất là đặc biệt. Buổi chiều rất là đặc biệt. Quay của nói cho biết Ba Trang là Trang Âu ở Ba Trang rồi và Sơn Đề Chu Tân Nam ha. Ba Trang rồi ha. Bốt bốt và thay bốt Ba Trang ha. Đây cả đó ở bên bốt cửa xe rồi. Một lần nữa chúng ta xin cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, chúng ta nhiều viên đã đến với ngôi làng con dựng yêu của chúng ta ở đây. Và thay cho lời cảm ơn một cách đặc biệt nữa thì chúng ta sẽ đưa tiễn Đức Cha, Quý Cha và Quý Tam Diệu Viên lên xe để chúng ta quay trở về với khu vực sinh hoạt tiếp theo của chúng ta. Mới biết là mình có trong sân chân đúng rồi. Là con mai cho bạn lần đó, mai ta đi cho mình bỏ nó à. Chia tay. Buổi tối rất là tuyệt vời. Rồi, chào nhá, chào nhá. Rồi, chào tất cả nhá. Chân máy tân xe này, múa xoan này cho san múa đi. Hôm nay Sơn Lệ này, hôm nay Sơn Lệ là múa dẻo nhất đấy. Mặc đồ đẹp nhất. Hôm nay giống như chị Hằng á, chị Hằng Nga đấy. Đây Sơn Lệ, đây giống cô Tiên nha. Đây cha chính Đà Lạt múa dẻo này á. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi một buổi chiều rất là ý nghĩa đoàn Caritas và tất cả các giáo phận trong Caritas Việt Nam đi thăm bản Con Cơ Tu, dân tộc Bà Na, Con Tum. Một buổi tối tuyệt vời. Xin chúc mọi người
luôn mạnh khỏe và tràn ngập niềm vui. Xe nào đấy bác ơi, bác lên nhầm xe rồi, lâu lắm. Cái này xe sao? Tôi lên đủ chỗ rồi được. Mình là xe sau cùng nhỉ? Cơm này gọi là cơm gì? Cơm gì? Cơm lam, cơm lam. Cơm lam à? Cơm lam ngon đấy nhá. Ồ, sao khuyên tham ăn nhỉ? Ăn nguyên cây luôn. Ăn nguyên cây luôn nhá. Rồi. Cảm ơn cha. Rồi, bác sợ nhá. Cảm ơn cha. Thế nhá. Cái dính nhỉ? Ăn nguyên kêu bao giờ được. Ồ, cảm ơn. Và nước dừa béo béo nhỉ? Đây, cơm này. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.